Cầu vượt nút giao thông thuận và nhưng mà bây giờ đường này thì tương đối kẹt xe rất nhiều, đặc biệt vào những giờ cao điểm, ví dụ như giờ này là không nha, nhưng mà từ 8 giờ tới từ 7 rưỡi tới 9 rưỡi là mọi người tập trung từ ngoại thành vô trung tâm Sài Gòn để thực hiện, bắt đầu là kẹt xe đường cái đường phía bên từ ngoại thành vào Sài Gòn. Buổi trưa thì lại là từ ở trung tâm chạy ra, và chiều tối cũng vậy, khoảng 4 giờ rưỡi trở đi bắt đầu là với thị trường bắt đầu dần dần kẹt xe ra. Và đang phía bên chúng ta đang nhìn đó là cái thao trung tâm cái bạn đó gọi là những cái tòa nhà y thao, trong này có rất nhiều công ty ở trong đó thuê mặt bằng để làm việc. Ở đoạn đường này thì các tòa nhà bên ở khoảng mấy tầng thôi, không bao nhiêu tầng nhưng mà cũng quá cao, vì ở đây ở sát sân bay cho nên là chạy cũng xây dựng nhà quá cao tầng. Rồi chúng ta đang ở nơi nút giao Thái Bình Cộng Hòa và đường Tân Kỳ Tân Quý. Hôm nay quay trong cái ngày này là ngày nghỉ tết, ngày thì đó là ngày 2 tháng 9 là ngày khai trương, ngày khai trương
mùng 2 tháng 1 cho nên là vội mà lại rơi vào ngày thứ bảy, cho nên là đang còn được đi làm việc, cho nên là đường tương đối ít người, thì bên kia là busy. Và đây là cái nút cho mình đang dùng là sản phẩm. Số